chuyển đổi xanh là lựa chọn duy nhất của doanh nghiệp. Thế nhưng mà trên hành trình đó thì các doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm kiếm nguồn vốn. Cùng các biên tập viên của VTV vào vai ngân hàng và các doanh nghiệp muốn vay vốn xanh. Từ chính những câu chuyện thực tế, xác cho chúng tôi vay khoảng 140 tỷ đồng cho chuyển đổi xanh. Tôi là ngân hàng chứ tôi không phải là một nhà đầu tư mạo hiểm. Liệu họ có tìm ra điểm chung để bắt tay hợp tác? Nhưng mà tôi cũng có thể chứng minh là mình xanh mà. Anh chứng minh bằng cách nào ạ? Thì đấy, TV, báo đài đưa tin về tôi rất là nhiều sản phẩm xanh. Tôi bảo là bây giờ có chứng chỉ nào là xanh để cho tôi để chứng minh như thế không? Hãy cùng đi gõ cửa các ngân hàng để tìm lời giải. Tiêu chí ra sao? Yêu cầu như thế nào khi chưa có danh mục phân loại xanh quốc gia? Đón xem thương vụ vốn xanh Net Zero Dear Future gửi tương lai 20:30 thứ ba ngày 5 tháng 11 trên kênh VTV1 và các nền tảng số của VTV.